chối. Nhưng mà những gì không? Sao vậy? Ông bị sao vậy? Ủa anh bị sao vậy? Tôi bị tụi nó cướp sạch hết tiền. Ở đây rõ giờ làm gì có cướp anh? Chưa có thì giờ có. Số tôi xui xẻ dữ trời. Mới tới làm công được có mấy ngày. Thôi anh đừng buồn nữa. Coi như là của đi thay người đi. Thôi được rồi, để tôi đi báo công an. Cảm ơn ông đã giúp tôi nha. Ôi, chờ tôi với. Dạ, hiện trường ở đây thưa cán bộ. Ông có thể kể rõ sự việc hơn được không? Lúc đó khoảng 2 giờ sáng, tôi đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Này đi đâu? Tôi nghèo lắm, tôi đi làm mướn không có tiền luôn chú. Không có tiền tao cắt cổ. Ừ, bây giờ một là tiền, hai là cái mạng của mày. Được không? Chúc ba lo. Trói nó lạnh rồi chùn lẻ mày. Ừ, kiếm dây đi. Đây nè. Ghi, mày nhắn cái đầu xuống rồi ghi. Chùn lẻ mày. Còn cái điện thoại. Đưa đi cho tao. Giống hành vậy. Mấy chú ơi, lấy điện thoại của mình. Cho tôi xin lại cái sim nè. Đồ chồng mệt quá. Cậu vào trong kiểm tra hiện trường. Vậy ông có nhận ra khuôn mặt của hai kẻ đã tấn công mình không? Trời tối thui à. Tụi nó bịt kín mặt hết. Với lại tôi là người xứ khác tới đây làm công, cho nên không biết ai với ai. Theo như trình báo, ông có chắc là một trong hai người tên Ghi chứ? Tôi nghe rõ mà, tụi nó gọi nhau như vậy. Tài sản của ông mất gồm những gì? 2 triệu đồng và một cái điện thoại. Báo cáo, chỉ tìm được vật này là khả nghi nhất. Con dao này là của ông? Dạ đúng rồi, con dao này tôi dùng để phát cỏ vườn, để chặt chuối. Mà tối hôm qua, tụi nó lấy con dao này chấn vô cổ tôi, uy hiếp tôi. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ thông báo đến ông. Lấy cái vật ốc cho tôi. Tại
tại sao lại có cây vợt ở đây? Có khi nào là của hung thủ không? Tôi chút để tôi mở cửa cho. Theo phòng pháp y cho hay, cây vợt ốc nằm hoàn toàn ở dưới nước. Chính vì vậy mà dấu vân tay sẽ rất mờ, khó mà lấy được. Thêm một thông tin nữa, trên cán dao lại không tìm thấy dấu tay. Có vẻ như hung thủ đã cố tình xóa hết dấu vết. Hai kẻ cướp xuất hiện vào lúc 2 giờ sáng tại một vùng thưa dân cư. Cậu có suy luận gì về vấn đề này? Tôi chắc chắn rằng hung thủ chính là người địa phương, vì túng quá mà làm liều. Bây giờ cậu và đội của mình đi xuống khoanh vùng cho tôi, tìm hiểu xem những người nào làm nghề giật ốc và dò hỏi xem những người nào tên Ghi. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm có kết quả thôi. Rõ. Ông đi ra khỏi nhà đi. Đi đi. Đi em. Đi. Ông biến cho khuất mắt tôi đi. Tôi không muốn thấy mặn mặt ông nữa. Đi. Kìa em, nhỏ nhỏ thôi, người ta nghe thấy giờ đó. Ông mà cũng biết xấu hổ nữa hả? Ông đi khuất mắt tôi. Để anh vô anh lấy cái này cái anh đi liền. Cái ông này. Ông đi chưa? Đi. 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 Đi đi liền. Đi. Alo, mày đâu thằng quỷ? Ừ, tao đang ngay ở điểm hẹn nè. Nhanh nhanh nha. Con vợ tao đang nghe. Trốn ý giờ mới đi được á. Xin lỗi nha. Xin lỗi cái đầu mày á. Nè, mày giữ cái của nợ này đi. Sao mày không giữ đi? Tao giữ cho chết hả? Giữ đi. Cầm. Anh nghe vợ, anh về liền. Di. Di. Cái thằng gặp hoạn nạn là bố bạn à. Chào anh Di. Tôi thuộc tổ điều tra của thành phố Cần Thơ. Tôi nói chuyện với anh một chút được không? Có chuyện gì đâu nói. Cái bọc sau lưng anh là gì vậy? Là không có gì hết á. Không có gì tại sao phải giấu? Đưa đây cho tôi. Anh cũng thích uống loại rượu này hả? 3 triệu đó mắc tiền lắm. Ở đâu anh có? Dạ, cán bộ đừng hiểu lầm tôi. Tôi không có trộm cắp gì hết trơn á. Cũng tại thằng Di không à. Nó gáy với tôi, nó nói rượu này uống ngon lắm. Tới mày phải không? Ừ. Ê. Cái gì vậy? Ngon mày. Tiền của tao đó. Uống đại đi cho tao miếng nữa coi. Mồi ngon, rượu cũng ngon. Trời đất ơi, mất hết rồi. Mày bị bệnh hay sao mà chân tay run lại bậy vậy? À, mày gạt tao chạy rượu dạ đúng không? Dạ cái đầu mày chứ dạ. Tao sắp lên hớt rồi kìa. Dạ sao? Tao ăn cắp tiền vợ tao mua chai rượu này nè. Giờ nó phát hiện rồi kìa. Ê, cái chuyện này không hề liên quan tới tao nha mày. Tao về trước. Ê mày. Mày ở lại bọn chồng. Chơi kỹ mày. Mày tự lo đi. Ê. Mồi của tao mang qua. Ê. Ba nhan. Gì? Gì?
Dạ, ý lộn, biết rồi. Vô liền nè. Anh cho tôi hỏi một chút, anh làm nghề giật ốc lâu chưa? Dạ, cũng khoảng mấy năm rồi cán bộ. Ủa mà giật ốc cũng có tội hả cán bộ? Anh cứ bình tĩnh. Vào đêm ngày 19 tháng 6, anh có đi giật ốc hay không? Em đi nhậu với mấy thằng bạn. Ừ, đâu sợ. Anh Ghi, cho em nhậu với. Ngồi xuống, càng đông càng vui mày. Vô 50 nha. Dạ. Ngon không? Vô. Anh nhậu vậy, rồi lát sau anh đi giật ốc. Hôm nay tôi nghỉ. Vậy anh cho em mượn cái giật được không? Mày mượn làm cái gì? Em đi kiếm chút đỉnh cà phê chơi. Mày không đi được thì cho nó mượn đi. Dạ, đó rồi lấy đi. Dạ. Rồi, vậy thôi, đi. Hai anh nhậu em đi nha. Nhớ đừng làm mất nha. Dạ. Vợ tao nó dữ lắm á. Vô ạ. Cái gì? Ghi để cho một người tên Thành mượn giật hay sao? Đúng vậy. Tôi cũng đã cho xác minh chuyện này. Bạn nhậu của Ghi là Duy cũng đã thừa nhận. Hàng xóm của Ghi cũng đã cho biết khoảng 22 giờ hắn ta có đi ăn nhậu say xỉn, về cãi nhau với vợ, rồi sau đó ngủ một giấc cho tới sáng. Bữa nay mày xỉn hả? Nay mày không đi giấc ốc à? Lâu lâu nghỉ chơi một bữa mà. Bữa nay tao không ngủ với vợ chồng mày quá. Làm gì không ngủ? Gọi tôi qua nhà ông tôi phá nhà. Mày vô chổng rồi mày biết. Chớn. Giới, chồng về anh Giới. Trời ơi là trời, Ghi ơi là Ghi. Bữa nay ông chết với tôi. Lỗ tai nha, buông á. Vậy tại sao theo như lời kể của ông Lâm thì đối tượng làm mặt này gọi bằng Ghi? Tôi nghĩ hắn ta nói như vậy là để đánh lạc hướng điều tra. Bây giờ cậu đi xác minh đối tượng tên Thành cho tôi, theo dõi kỹ người này, có gì báo cho tôi gấp. Rõ. Anh xem, tôi có điều tra tên Thành. Tên này có những biểu hiện đáng nghi ngờ nhất. Với lại hắn ta đang sử dụng chiếc điện thoại rất giống với chiếc điện thoại bị mất của ông Lâm. Như vậy là có manh mối rồi. Tôi còn điều tra thêm, hắn đang lén lút với tên Ghi để to nhỏ cái chuyện gì đó. Ghi à? Ghi nào ở đây nữa? Không phải Ghi mà là Ri. Xin lỗi anh. Ri à? Dạ. Cậu có thông tin gì về người này không? Dạ có. Tên Ri, 19 tuổi, đang là một thành phần bất hảo của địa phương và đang bị quản thúc bởi vì đã gây ra một vụ tai nạn chết người. Ri, Ghi, R, Ghi, R. Tôi hiểu rồi. Thật ra tên hung thủ mà ông Lâm nói không phải là tên Ghi mà là tên Ri. Nguyên nhân ở đây á là do cách phát âm và phương ngữ chữ R và chữ G cùng nhau đi bắt những con thỏ nào. Về cơ quan phó họ điều tra. Cái anh làm gì vậy? Thả ra. Tối ngày 19 tháng 6, anh đã đi đâu và làm gì? Tối đó, tôi ngủ ở nhà. Ngủ ở nhà hay là đi giật ốc chứ Ri?
Chính Ghi đã xác nhận anh là người mượn cái giật ốc của Ghi trong đêm 19 tháng 6. Chúng tôi tìm thấy nó tại gần chòi lá của ông Lâm. Có phải anh đã cùng Ghi đi cướp tài sản của ông Lâm? Tôi không có. Vậy thì chiếc điện thoại này thì sao? Chiếc điện thoại này là tôi lượm được. Lượm à? Vậy mà ông Lâm lại báo chúng tôi rằng chiếc điện thoại anh đang sử dụng là của ông ấy. Anh đi hộ quá ngây thơ rồi đó. Tôi... Anh Ri, anh Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Anh vẫn còn ngoan cố không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình hay sao? Cái gì? Nó nhận tội luôn hả? Nếu anh không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình thì buộc lòng chúng tôi phải mời ông Lâm đến đây để xác nhận giọng nói của hai người. Tới lúc đó, tội của anh sẽ còn càng nặng hơn nữa. Dạ khỏi. Kêu ông lên chi mất công. Em nhận. Có phải Thành đã rủ rê anh đi cướp tài sản của ông Lâm? Cái gì? Ý anh là sao? Dạ, em rủ nó. Dạ, gì đó. Vậy tại sao anh lại có ý định đi cướp tài sản của ông Lâm? Không có tiền xài. Rồi hai thằng rủ nhau đi bắt ốc. Thấy ổng trong chòi có một mình nè. Rồi rủ nó cũng ừ theo nữa. Vô đó. Xong rồi cái lên đây ngồi luôn. Ê, tao thấy cái xóm mình á, lên thành phố làm có tiền nhiều lắm. Tao mày lên chả làm đi. Mày hay quá. Tao thì đi được rồi đó. Còn mày kìa, mày đang bị quản thúc ở địa phương, làm sao mày đi được? Chán thiệt. Dính cháu còn chi. Bây giờ làm gì cũng được hết trơn á. Tối nay á, tao mày đi bắt ốc đi. Tao thấy được á. Vậy để tao về tao mượn cái giờ. Rồi có gì tao hú mày. Chứ tụi đây nè. Mày từ từ. Thành, tụi đây nè. Mày làm đi. Đi không đem cái đèn theo nó thấy rõ bắt. Ghi ơi, tao khát nước quá mà tao quên đem nước rồi. Tao thấy trên đó có ánh đèn, có cái chòi kìa. Bây giờ mình lên trên đó mình xin nước đi, rồi sẵn qua đó kiếm ốc luôn. Đi, mình đây không có rồi. Cái gì vậy? Bây giờ tao có cách này, mày chơi không? Mày nói đi. Hồi sáng tao đi ngang cái chòi đó, tao thấy có một mày ông già. Bây giờ mình vô trong đó mình kiếm tiền xài. Mày điên hả? Lỡ người ta phát hiện thì sao? Mày khùng quá. Nhưng cái khu này nó vắng lắm, không có ai hết trơn á. Bây giờ là 2 giờ sáng nữa, mình vô xong mình chùn lẹ. Ê, cái gì? Đi đường này nè. Gì vậy? Ây da, sao đi nhanh lên? Gai không sao đi, chứ lại có hai đường nữa mà đi. Đi cướp mà sợ gai à? Mày la lên cho cả cái chỗ này ta lại, ta bắt mày đi. Cái gì? Cao lên. Dạ con đi giật ốc đêm khuya á chú. Con khát nước quá, chú cho con xin miếng nước uống được không? Chờ tới chút tôi mở cửa cho. Dạ. Đi đi đâu? Không có tiền tao cắt cổ. Chú mà lo. Sao từ từ mới chú. Ê, chú con dao. Con miếng máu nào đâu chùi. Chùi đại đi.